Chào mừng quý vị và các bạn đến với livestream của Dr. Giang thẩm mỹ viện Lia. Hình ảnh quý vị đang xem là hình ảnh của Triệu Anh của chúng ta sau 7 ngày cắt chỉ mí deep line 8D ạ. Và ở hình ảnh này thì quý vị có thể thấy là hai mí của chị rất là to tròn và đều nhau đúng không ạ? 7 ngày thì vẫn còn hơi sung một chút thôi, nhưng mà sẽ rất là đẹp ạ, đúng không ạ? Đây, ở đây quý vị có thể nhìn thấy rõ này, hai mí này rất là to tròn và đường cắt mí khá là nhỏ đúng không ạ? Chị ơi, chị nhắm mắt vào giúp em một chút nhá. Đây, quý vị có thể thấy rõ này, hai đường mí cắt chỉ rất là đều và rất là đẹp, rất là nhỏ và tự nhiên ạ. Đây ạ. Sau 7 ngày thì vẫn còn hơi sung một chút thôi, nhưng mà mí sau khoảng 10 đến 15 ngày sẽ vào form rất là đẹp nhá. Chị ơi, chị mở mắt ra giúp em ạ. Và để quý vị có thể hiểu rõ, biết rõ hơn cái tình trạng mí của chị Oanh trước khi cắt mí deep line 8D thì sau đây tôi sẽ mời quý vị theo dõi hình ảnh trước khi làm của chị Oanh ạ. Đây ạ. Ở hình ảnh này quý vị có thể thấy rõ cái sự khác biệt trước và sau khi làm mí đúng không ạ? Cắt mí deep line 8D ạ. Đây, ở hình ảnh chính diện này quý vị có thể thấy là mí của chị Oanh của chúng ta mặc dù hai mí nhưng mà cái tình trạng bị sụp mí khá là nhiều này. Và nhìn ở đây thì gần như là không rõ nếp mí quý vị nhé. Đây. Và hai mí còn không đều nhau nữa. Đây, ở hình ảnh này thì nếu mà nhìn cái góc nghiêng này thì quý vị sẽ tưởng là mí của chị Oanh của chúng ta là mí một mí đúng không ạ? Mắt một mí á. Tình trạng sụp mí rất là rõ này. Và mỡ mắt cũng khá là nhiều nhá quý vị nhá. Đây. Đây ạ, ở tình trạng này thì quý vị có thể thấy rõ hơn nhá. Đây ạ. Và khi chị đến với thẩm mỹ viện Lia thì bác sĩ có tư vấn cho chị cắt mí deep line 8D. Và hôm nay là sau 7 ngày cắt mí deep line 8D ạ. Và chị đã đến cắt chỉ. Đây ạ, quý vị thấy rõ sự khác biệt rất là đẹp đúng không quý vị? Chị ơi, chị cho em hỏi là trong quá trình 7 ngày sau khi mình cắt mí thì về nhà mình cảm thấy thế nào nhỉ chị nhỉ? Về nhà thì mình thấy cũng bình thường, không đau, nhưng mà chỉ hơi sưng sưng mắt một tí. Hơi sưng nề một chút bởi vì là cơ địa của mình hơi giữ một chút đúng không chị? Thì sau 7 ngày cắt chỉ này mình cố gắng mình về mình chườm ấm một chút và bôi kem trị sẹo thì nó sẽ sau khoảng 10 đến 15 ngày thì sẽ vào form rất là đẹp nhé chị nhá. Vâng, cho chị em mời chị soi gương để chị theo dõi cái nếp mí sau khi 7 ngày ạ. Chị thấy dáng mí này như thế nào chị? Dáng mí này mình thấy cũng rất đẹp. Rất là đẹp hơn rất nhiều so với mắt cũ mình. Vâng, thấy khác biệt hoàn toàn đúng không chị? Vâng ạ. Em cảm ơn chị Oanh nhé. Vâng ạ, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang thẩm mỹ viện Lia. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo ạ.